Thưa quý khán giả, hiện nay nhiều doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội nhưng cũng có doanh nghiệp chi trả kịp thời, không có trường hợp người lao động làm tại đơn vị bị thiếu, không chi trả các chế độ hoặc không đóng bảo hiểm. Doanh nghiệp tham gia đóng đầy đủ đúng hạn bảo hiểm xã hội sẽ tạo tâm lý an tâm, tin tưởng cho người lao động. Trường hợp như công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Quinca Việt Nam. Thời gian qua, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trong khu vực doanh nghiệp đã được cải thiện từng bước dân tiếp cận gần hơn với thu nhập thực tế của người lao động. Số liệu từ cơ quan bảo hiểm xã hội cho thấy, tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của cả hệ thống năm 2022 là 5,73 triệu đồng. Trong đó, khu vực FDI có mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cao hơn trung bình, nên đóng thấp nhất rơi vào khối doanh nghiệp tư nhân. Theo Tổng cục Thống kê, mức thu nhập bình quân nhóm đối tượng làm công ăn lương là 7,54 triệu đồng một tháng. Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội Bình Quân 5,73 triệu đồng một tháng, nghĩa là đã bằng khoảng 75% mức thu nhập Bình Quân. Còn theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, sau 6 năm thực hiện luật bảo hiểm xã hội hiện hành, cứ 3 người nghỉ hưu thì có 2 người có tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% trung bình lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, đa số người hưởng lương hưu có mức lương trên 4 triệu đồng một tháng về phía doanh nghiệp và người lao động ý thức chấp hành pháp luật của một số chủ sử dụng lao động dần được cải thiện nhất là khu vực ngoài nhà nước người lao động đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ quyền lợi của mình thông qua tổ chức công đoàn đấu tranh mạnh mẽ với người sử dụng lao động để thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động trong tình hình nhiều doanh nghiệp đơn vị vẫn còn chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì vẫn có doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Trường hợp như công ty trách nhiệm hữu hàng may mặc Quyên Ca Việt Nam. Đây là một trong những đơn vị luôn thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Các quy định tiền lương đều thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các chế độ tiền thưởng đãi ngộ chính sách về con người đều tính đúng, đủ, chi trả kịp thời cho người lao động. Từ khi thành lập đến nay, người lao động đều được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và được hưởng chế độ lương hưu, những đối tượng bị tai nạn lao động, trợ cấp thất nghiệp được chi trả kịp thời, không có trường hợp người lao động làm tại đơn vị bị thiếu không chi trả các chế độ hoặc không đóng bảo hiểm. Doanh nghiệp tham gia đóng đầy đủ đúng hạn bảo hiểm xã hội sẽ tạo tâm lý an tâm tin tưởng cho người lao động. Khi các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ, thì người lao động sẽ yên tâm cắn bó với doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng hành cùng sự phát triển kinh tế của doanh nghiệp thấy là ban lãnh đạo của công ty rất chú trọng trong việc quan tâm đời sống vật chất tinh thần của người lao động cũng như đặc biệt là các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được công ty tham gia đầy đủ và đúng hạn. Em vừa mới sinh con được 9 tháng thì cái thủ tục giải quyết cái thủ tục thai sản được công ty kết hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện nhanh chóng. Thì trong tháng 6 tháng nghỉ thai sản á À, em nhận được à, chi phí à, và nghỉ dưỡng à, <laughs> sức em thấy là việc à, tham gia bảo hiểm xã hội rất có lợi cho người lao động Đảng ta luôn khẳng định tăng trưởng kinh tế phải tiến hành song song với tiến độ và công bằng xã hội trong quá trình phát triển đáp ứng nhu cầu sống của con người và vì mục tiêu phát triển con người mục đích cuối cùng của tăng trưởng kinh tế là cải thiện điều kiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thực hiện các chính sách an sinh xã hội do vậy là nhằm bảo đảm phân phối những thành quả tăng trưởng kinh tế theo hướng bảo đảm công bằng xã hội và hài hòa lợi ích giữa các chủ thể nhóm xã hội và tạo sự đồng thuận xã hội. Những năm qua, với sự giao cuộc của hệ thống chính trị, việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã thu được những kết quả quan trọng số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tăng dần qua từng năm. tỷ lệ này phần lớn ở các doanh nghiệp, người sử dụng lao động. trong đó, nổi bật có một số doanh nghiệp luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động. khi các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ, thì người lao động sẽ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế của doanh nghiệp. Thực hiện an sinh xã hội là một nội dung cơ bản và tất yếu trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Trách nhiệm an sinh xã hội của doanh nghiệp là một vấn đề khá mới đối với các nước đang phát triển và ở Việt Nam hiện nay. Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền đối thoại trực tiếp chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với người lao động tại các doanh nghiệp. Qua đó giúp cho người sử dụng lao động và người lao động có nhận thức đúng đắn hiểu rõ về trách nhiệm, các nghĩa vụ và quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước, thực hiện đóng đủ, đóng kịp thời bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Từ đó đã giúp dung đáp mối quan hệ kháng kích giữa người lao động với đơn vị, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cũng đạt được những kết quả nổi bật. Việc giải quyết chi trả chế độ chính sách bảo hiểm xã hội luôn được đảm bảo đầy đủ kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng, qua đó đã góp phần hỗ trợ ổn định cuộc sống của người lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, ngành thường xuyên rà soát các giảm hồ sơ thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi tối đa cho người dân doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện. 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và tích hợp trên cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội Việt Nam, từng bước tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia, đa dạng hình thức tiếp nhận hồ sơ, vì sự hài lòng của tổ chức cá nhân tham gia thụ hưởng chính sách công tác cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin và hỗ trợ chăm sóc khách hàng của ngành trong thời gian qua đã góp phần giúp ngành bảo hiểm xã hội đẩy mạnh việc chuyển đổi hình thức giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội của người dân và tổ chức từ hình thức giao dịch trực tiếp sang hình thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Giới phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ thời gian qua bảo hiểm xã hội tỉnh tây ninh đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số phát huy tối đa nguồn lực về cán bộ cơ sở vật chất công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nghiệp vụ của ngành để phục vụ tốt nhất quyền lợi của tổ chức doanh nghiệp người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp việc triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội nói chung của bảo hiểm xã hội tỉnh tây ninh nói riêng đã tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức và cá nhân trong quá trình giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội tạo dựng hình ảnh ngành bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp hiện đại hiệu quả đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ toàn diện việc phối hợp kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu dùng chung với các đơn vị liên quan, tối ưu hóa việc sử dụng khai thác cơ sở dữ liệu của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Vân mình là làm theo hồ sơ điện tử á, thì cái quá trình giải quyết hồ sơ điện tử thì nó cũng rất là nhanh chóng so với hồ sơ giấy trước đây. Mình tiết kiệm rất là nhiều, rất là nhanh chóng. giống như là mình nếu mà hồ sơ giấy là mình phải gửi đi là nó mất ít nhất là cũng phải nửa ngày, nhưng mà hồ sơ điện tử thì mình chỉ cần vài phút là mình có thể là gửi xong một cái hồ sơ và tới cơ quan bảo hiểm sẽ nhận được liền. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là những chính sách lớn của đảng và nhà nước, là các trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế xã hội. Đảng và chính phủ luôn xác định chính sách bảo hiểm xã hội là chính sách xã hội lớn có tính nhân văn sâu sắc, có tầm quan trọng và vai trò to lớn đối với cuộc sống con người. Bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động, ổn định sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Có thể thấy, phần lớn người lao động đều có cuộc sống khó khăn. Nếu người sử dụng lao động không đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động thì cuộc sống của họ càng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, khi các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện đầy đủ thì người lao động sẽ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng hành cùng sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Quý khán giả vừa theo dõi chương trình bảo hiểm xã hội, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ tới. Thân mến chào tạm biệt.